lượng chúng mình hãy cùng lắng nghe nhau để hát thật to bài Mùa hè đến và cho tôi đi làm mưa mới nhé. Chúng mình có đồng ý không nào? Đồng ý. Vậy thì bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe giai điệu tiếng đàn của cô Quỳnh nhé. Oh,